Đây là những viên uống trắng da vô cùng bình dân mà bất cứ chị em phụ nữ nào cũng có thể tìm mua ở những hiệu thuốc. Và thứ nhất là chúng vừa bình dân này, nhưng thứ hai chúng vừa an toàn và đem lại hiệu quả cao. Cùng tìm hiểu với Hương qua video ngày hôm nay nha. Viên uống đầu tiên để hỗ trợ chị em làm sáng da đó chính là viên uống chứa vitamin C. Đây là thành phần nó vô cùng quen thuộc rồi đúng không? Nhưng chúng ta cần phải có những cái lưu ý khi chúng ta uống để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Đầu tiên với vitamin C thì tác dụng chính đó chính là chống lại gốc tự do hay còn gọi là chống oxy hóa. Chúng ta biết rằng là khi cơ thể của chúng ta được ăn uống vào này hay tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài thì nó sẽ sản sinh ra gốc tự do. Và chính những gốc tự do này sẽ khiến làn da của chị em có thể xuất hiện các cái đốm sắc tố này, thậm chí là sạm nhiều hơn này, thậm chí là nhăn trùng, lão hóa, chảy xệ. Vậy thì vitamin C nó sẽ trung hòa gốc tự do này và ngoài ra tác dụng sẽ bảo vệ làn da tốt hơn và hỗ trợ làn da của chúng ta sáng và đều màu hơn. Đối với vitamin C, chị em mình có thể tìm mua ở bất kỳ hiệu thuốc nào, nhưng hãy có những lưu ý. Thứ nhất này là cái hàm lượng chúng ta nên bổ sung đâu đó là khoảng tầm 500mg thôi và tối đa là 1000mg. Bởi vì cái điều quan trọng là cái vitamin C này nó tốt nhưng mà nó không lưu trữ ở trong cơ thể. Và khi chúng ta bổ sung quá nhiều vitamin C, nó sẽ tạo gánh nặng cho thận, có thể ảnh hưởng đến thận và gây ra một số vấn đề bệnh lý về thận. Ngoài ra thì vitamin C tan rất là tốt ở trong nước. Vậy thì khi uống vitamin C để tăng cái cường hấp thu hiệu quả cao trong cơ thể, chị em phụ nữ hãy nhớ rằng chúng ta uống 2 lít nước một ngày. Thành phần thứ hai chúng ta có thể tìm mua đó chính là thành phần L-cysteine. Đây là một cái thành phần như chúng ta ăn thịt ăn cá hàng ngày thôi. Nó được chiết xuất từ cái nhung hiêu và là một loại acid amin trong cơ thể. Và khi chúng ta bổ sung cái thành phần này vào ấy thì đầu tiên nó hỗ trợ là tổng hợp ra cái thành phần là glu ở trong gan, nó sẽ làm cho làn da của chúng ta sẽ sản sinh ra cái sắc tố màu sáng da hơn, từ đó khiến làn da của chúng ta có thể hỗ trợ nông tông hơn. Ngoài ra thì L-cysteine cũng được coi là một thành phần hỗ trợ chúng ta chống lại lão hóa, có nghĩa là khiến làn da chúng ta giảm tình trạng nhăn trùng này, lão hóa và chảy xệ. Đối với thành phần L-cysteine này, một cái hộp của nó cũng rất là rẻ, đâu đó chỉ khoảng tầm trên 100.000 đến khoảng tầm 300-400.000 thôi. Nhưng chị em lưu ý rằng thứ nhất là về cái hàm lượng này, chúng ta cần bổ sung cái liều để làm sáng da một ngày, đó chính là từ 1000mg cho đến 2000mg, chị em nhớ nha. Và cái thành phần L-cysteine này thì khi mà chúng ta uống thì cũng lưu ý rằng có thể là uống sau ăn. Thực ra thì cả vitamin C và L-cysteine này thì đều đem lại hiệu quả cao. Nhưng mà nếu chúng ta mà sử dụng đơn độc, có nghĩa là chỉ sử dụng một mình vitamin C hay là một mình L-cysteine thì hiệu quả sẽ không cao. Và đây chính là công thức để giúp chị em chúng ta kết hợp hai cái thành phần này đem lại hiệu quả cao nhất. Đó chính là chúng ta hãy uống khoảng tầm 500mg vitamin C và khoảng tầm là 1000 cho đến 1500mg L-cysteine. Và với cái tần suất uống như thế này, chúng ta hãy duy trì khoảng tầm 3 tháng. Sau đó chúng ta có thể là giảm xuống hoặc là cho cơ thể chúng ta nghỉ ngơi khoảng tầm 1 tháng. Bởi vì cái lý do là cái vitamin C nó không lưu trữ trong cơ thể, chúng ta uống quá nhiều vào thì đôi khi có thể ảnh hưởng đến thận, thì cho cơ thể chúng ta nghỉ ngơi khoảng tầm 1 tháng. Sau đó chúng ta lại tiếp tục quay trở lại cái lộ trình. Thì đâu đó trong khoảng tầm 1 năm chúng ta uống khoảng tầm 2 đến 3 đợt. Và tuy nhiên uống cái này thì có thể hỗ trợ chúng ta nâng tông này, làm sáng da này, hỗ trợ mờ nám da hay tàn nhang. Nhưng có một điều lưu ý là chị em chúng ta hãy cần phải bảo vệ da, che chắn thật kỹ bằng kem chống nắng này, đi ra ngoài thì mũ, kính áo. Chứ còn nếu chúng ta uống viên uống mà ra ngoài chúng ta không có che chắn gì cả thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Vậy chị em hãy tìm mua viên uống này, và nếu trong quá trình chăm sóc da, chăm sóc cơ thể có bất kỳ điều gì khó khăn, hãy để lại comment để Hương hỗ trợ.